Rồi đi vô đây nè, nhà của anh trong đây nè anh. Rồi anh hôm nay anh kêu em bán đồ gì thì bây giờ em đang có mặt tại vô đây. Trời ơi, đi lẹ đi Caramel ơi. À, hôm nay em có đến đây nhà của anh này thì nói chung là đến để bán bò giùm cho anh. Để đâu mình đi theo anh coi, anh sẽ đang chú từ từ đi, anh gắt quá vậy, mình nói chuyện chút xíu rồi đến đây để ghi hình giùm cho anh này bán bò. Không biết anh bán bò gì đây, anh bán bò gì anh dẫn em vô bán hai bò ghé còn bò gì vậy? Có hai bò ghé của con gà ra. Rồi thì ở đây buôn viên chợ nhà mà anh nuôi bò được luôn hả? Dạ, là ông nuôi nuôi chứ không nuôi nhà sớm mua. Dạ, đi làm rồi đâu ai đâu bắt sốt. Là cột sẵn luôn rồi đó hả? Cột rồi đó. Cột sẵn vậy lỡ người ta nói em dựng phim này cho. Thì quán tôi cột thì tôi quán có hai con nè. Đó là hai con bò này giờ tình trạng sao đây mà không nuôi nữa không bán? Hôm trước dịch mua ở nhà mua. Không, em không có dịch bệnh, lòng em không có bị nhiễm Covid đâu. Nó họ kháo để cho em ra để nói lớn lớn đi, đi làm rồi nay em bán. Rồi là tình trạng là bây giờ dịch bệnh ký ở nhà mua nuôi, bây giờ hết dịch thì làm bán. Đấy, không có tuổi rồi đó, bỏ hai luôn đi mà cùng đi. Rồi ổng nhiêu tuổi rồi? Năm nay 71 rồi. Rồi hỏi anh là vậy là anh chắc tầm tuổi em hơn em chứ hả? Anh năm nay nhiêu? 28 chứ gì chứ? 28 tuổi. Rồi vậy là cỡ tuổi em đó. Thì bây giờ anh bán hai bò này mua về em biết dịch rồi anh bán, giờ anh bán giá sao chắc lỗ rồi đây, gần có 3 tháng. Hôm đó lại giá bò nó chưa có nhận. Hôm nay dịch bệnh giá bò nó hơi yếu lại chút. Dạ. Bây giờ bán chỉ có được lỗ thôi chứ không có lời chứ. Lúc trước dịch mua nhiêu? 46 triệu. Giờ tính bán là không có giá tới 46 rồi đó. Dạ. Giờ quyết định là bán bao nhiêu? Bây giờ quyết định đi chợ đi làm đâu ai nào nữa, không bán 45 triệu. 45 triệu là mua gì mua 46 mà nuôi mấy tháng bán 45 mà ông. Dạ. Đi xe xe vô đây. Rồi quay kỹ bò cho bà con coi. Bò nói chung nó cũng khá là dễ ha. Bò thì rúng yếm rất là đẹp luôn. Bò thì rúng yếm khá là ảnh đẹp của chú anh chị các bạn. Đó. Đây, em cầm cái máy quay mà em rung quá. Cầm cái để em cầm cái kia có rung không? Nè nghe thôi. Đây của chú anh chị các bạn. Anh em trai của em nó cầm cái máy quay mà nó rung quá. Để em quay cho bà con cô bác người ta coi cho kỹ ha. Trời ơi, cái dàn rúng này mà mua 46 triệu mà giờ bán 45 triệu thôi trời. Đó. Thấy không? Dàn rúng nè. Giò cắn nè của chú anh chị các bạn. Đó, giò cắn. Trời ơi, cái này vú, em nhìn thấy là em muốn đi không nổi luôn. Ủa, sao để nó có mấy con ve vậy đây? Ở đâu có ai đâu ấy, nay em đi mần hôm đó nay một trong 10 ngày rồi. Nó cũng dễ ha, nhột. Lại bắt mấy ve cho nó. Trời, bò nuôi để như vậy anh xịt thuốc nó hết ve mà hôm nay bán rồi. Có hai con, có còn nào nữa không? Không, mới nuôi hai con. Bò này cô chú anh chị bạn ơi. Trời ơi là nó đẹp. Bây giờ bán 45 triệu. Rồi người ta chịu mua 46 triệu rồi sao? Nói chung là mò rất là đẹp của chú anh chị các bạn ơi. Thì anh chủ nhà này nói chung ảnh cũng ổng hèn thiệt luôn á. Giờ ảnh mua 46 triệu mà nay nuôi nay 3 tháng rồi mà giờ ảnh bán cặp này lại là 45 triệu, chịu lỗ 1 triệu luôn. Rồi 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 mới mốt có vợ con gì chưa? Chưa. Rồi mới mốt cưới vợ rồi sao? Có lỗ không vậy không? Cưới vợ mà lỗ vậy chết luôn rồi nghe. Rồi giờ là có hối hận không? Kêu giá 45 triệu có hối hận không? Tại em bé đi làm. Bò nó khá là ok luôn của chú anh chị các bạn, vàng rúng. Chân móng. Đó. Ở đây thì hôm nay em đang có mặt tại gần thị trấn Bà Chi. Đến đây để ghi hình đang bán một cái đôi bò này giùm cho cái ủa, ngộ vậy?
Sao hai con bò này là anh mua một lượt hay sao mà một con sỏ dàm còn con thì chưa sỏ? Mua cách nhau khoảng chừng 10 ngày gì. Hai con mua cách nhau 10 ngày. Là mua con bự trước hay mua con nhỏ trước mà hai con là không con sỏ dàm còn con là không sỏ? Con này mua người ta sỏ sẵn, con này mua về khớp vậy luôn. Rồi. Là người ta mua, người ta bán cho mình là mình hay về mình nuôi, mình chỉ biết cắt cỏ cho ăn chứ mình mày có cho ăn cỏ không ông? Rồi. Chứ mua tôi thấy cái đà mà nuôi con này thì đều muốn vô nọc rồi mà không sỏ dàm nó. Mà hên là nó hiền á. Gặp mấy con bò nó dữ sao anh làm lại nó? Dễ. Hên là con bò này nó dễ, bò này thấy là em biết nó dễ, hồi lúc mới vô mà em về là em biết nó dễ rồi. Bò này giờ là dứt giá là 45 triệu. Người ta trả 40 triệu bán không? Có không đó? Dễ chưa? Thôi lỡ lỗ rồi mình cho lưa chó đi luôn rồi. Đây cho anh chị và bạn mình coi ha. Bò này em đoán á nha. Nếu như mà theo cái khung này á, thường em đi quay em đoán là con bò này nó khoảng 9 tháng bò, 10 tháng bò. Con này nè. Còn con bên kia thì nó dao động khoảng 8 tháng. Tại vì cái lúc anh mua là con bò nó tách mẹ, người ta mới bán. Thì con bò nó dao động cái khung là tầm khoảng từ 5-6 tháng người ta mới bán. Mà nay em nuôi tầm này, chiều cao chắc tầm khoảng 1m2. Mét 2 không tới chứ khoảng 1m16-17 là chắc cú. Nó mặt mày sái tích thì nó nghiêm chỉnh. Có cái con bên đây nè, nó hơi điểm mi chút nha. Con bên đó nó điểm mi chút, nó cô chú anh chị các bạn coi ha. Mà nói chung là bò đẹp. Nè chú anh chị các bạn coi, càng rúng nè. Em nhìn thấy là em muốn tê người hết trơn. Bò thì... Ủa bò này anh chích ngừa đầy đủ hết chưa? Chích rồi. Anh chích ngừa mà ngừa cái gì? Viêm da nó cục, tôi biết đông, đông mồm lắm. Cái này viêm da nhà nước cho. Nhà nước cho thuốc chích. Em tưởng đâu anh chích ngừa... Không biết ngừa gì nữa chết luôn á. Mình chích mình phải biết, đặng nhiều khi người ta mua người ta hỏi mình chích ngừa gì rồi mình còn biết mình trả lời cho người ta. Đó, thì ở đây thì cô chú anh chị các bạn coi nè. Bò nè. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Đó. Mình lấy cái khung hình ha. Lấy khung hình mình làm thum ha. Rồi lụm luôn. Thôi giờ 40 tẹo ta tiền liền. Dễ giờ chị đó. 40 tẹo tả tiền liền, chẳng bò về luôn, điện xe lại chở luôn nè, chịu không? Rất đẹp. Không, em nói chơi thôi nha, chứ em đến quay phim này đang bán giùm cho anh, chứ em không có mua. Thì bây giờ là chốt giá lại là 45 triệu mới bán. Là bò này chích ngừa rồi hết rồi. Thì ở đây thì anh chủ nhà anh nói là anh chích ngừa rồi nha. Còn cô bác nào khi mà chúng ta mua đó ha, thì mình về tới nhà mình nhờ bác sĩ thú y nhà mình chích lại mũi nữa, nhờ bác sĩ thú y chích lại mũi nữa cho nó an toàn nha. Tại vì người ta bán người ta nói vậy mà biết người ta có chích không. Mình mua, mình là cái người mua, thì ở đây thì em cũng quan sát kỹ rồi, chân móng thì nói chung là móng sò hết đó, giò cẳng không có áp xe, không có bú, không có xuống rúng xuống ruột gì hết. Đôi bò này thì bây giờ anh chốt giá luôn là bán lỗ 1 triệu. Thì anh cũng nói thiệt, thì bà con cô bác nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại thì em để trên màn hình ha. Rồi bây giờ em cũng đến đây em ghi hình nãy giờ, thông báo những cái thông tin cho bà con cô bác chúng ta biết rồi hết rồi. Bây giờ hả? Thì bây giờ em sẽ đến đây để em đo thử chiều cao qua mấy đây nè cưng, cho bà con cô bác chúng ta coi thử cái mình nhắm mình mua được thì mình cứ liên hệ với em. Quay từ khúc này cho vô đây nè ha, đo thử chiều cao nó bò nó cao tầm này của em, nó đứng ngang ngực em á. Cái giá này thì chiều cao 1m24 tại phía sau sân khu của nó nha. Còn con này hả? Con này 1m17. Thì con bên kia là 1m17, còn con này 1m24. Thì cái giá cả hồi nãy đến giờ thì em cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là báo giá cho bà con cô bác thông qua những hình ảnh này ha.
mình nhắm mình mua được thì mình cứ liên hệ với em, số điện thoại thì em để trên màn hình. Bây giờ xin mời kính mời và cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.